Trải qua 11 kỳ tổ chức, kể từ năm 2008 đến năm 2023, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã thu hút gần 10 triệu lượt du khách, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung ra thế giới. Ladies and gentlemen, after 11 games from 2008 to 2023, Đà Nẵng International Fireworks Festival has attracted nearly 10 million people. It has shown the beauty of Đà Nẵng and Vietnam to people around the world. Đà Nẵng International Fireworks Festival 2024 mang chủ đề Made in Unity, kết nối toàn cầu, rạng rỡ năm châu, truyền tải thông điệp về một thế giới hòa bình, hữu nghị, nhân văn và tôn vinh những giá trị truyền cảm hứng cho cộng đồng. Đà Nẵng International Fireworks Festival 2024 is about Made in Unity. It connects the world and brightens five continents. It's a message of the world with peace, friendship and kindness, and it also shows good value to inspire the people. Hành trình của DIFF 2024 có sự góp mặt của 8 đội tuyển pháo hoa hàng đầu thế giới: Ba Lan, Mỹ, Đức, Pháp, Phần Lan, Ý, Trung Quốc và đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam. The journey of DIFF 2024, we have performance from 8 amazing fireworks teams: Poland, the USA, Germany, France, Finland, Italy, and China, and the host team Đà Nẵng Việt Nam. Đồng hành cùng lễ hội pháo hoa, Đà Nẵng sẽ tổ chức 40 hoạt động kéo dài suốt mùa hè như chương trình lễ hội Waterfest, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2, Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á. Besides the Fireworks Festival, Đà Nẵng City will hold 40 activities through the long summer. This includes the Waterfest, the Film Festival and the Student Sport Games. Tại Banana Hills, suốt 3 tháng hè sẽ diễn ra hàng loạt show diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế với sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xiếc ảo thuật, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. At Banana Hills, during 3 months summer, there are many wonderful shows of high standard. We will see hundreds of the best circus artists from around the world. They will perform in Vietnam for the first time. Còn tại Đà Nẵng Downtown, vào các buổi chiều liên tục diễn ra show thể thao jet ski and flyboard với nhiều vận động viên đạt kỷ lục và giải thưởng thế giới. In Đà Nẵng Downtown, every afternoon, there will be jet ski and flyboard sports show. They will be performed by famous athletes who just broke record and won special awards. Tất cả đã sẵn sàng cho một mùa lễ hội rực rỡ sắc màu với những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn và đầy cảm xúc. All is ready for a really colorful festival with fantastic and exciting art performance. Thành phố với vẻ đẹp của biển trời bao la, núi non hùng vĩ đã sẵn sàng đón chào du khách muôn phương, tiếp tục ghi dấu ấn về một nơi đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư. The beautiful city with its open sea and the big mountains, all welcoming tourists from all over the world. It will continue to impress you as a world visiting, world living and world investing place. Thanks for watching. Believe what for me.